Bắc Hà Sù trắng. Đợt này vào đợt thay lông. Nhìn trông lông nó lem bem quá. Đây. Một con thì rụng lông bắt đầu mọc lại này. Đây. Còn một con kia thì rụng lông nhưng mà chưa mọc lại. Vào mùa hè là thường là con chó nó sẽ vào một cái đợt thay lông với những con chó to đầu hè. Nó cũng là một cái cách nó thích nghi thời tiết. Mùa hè thì nó nóng. Vào hè thì con chó nó thay lông. Đợt này thì hai con cái cùng lên giống. Vào đợt này thì rất là nóng. Thành ra là không biết là thả giống có được không. Đó. Đực đó, đực thì nó thay lông xong từ trước rồi. Cái thì đợt này mới đang thay lông. Thay lông chưa xong nhưng mà lên giống rồi. Đó. Em chạy đâu đây? Nó rất là nhanh. Ừ. Ok, ở đây. Không ra kia chơi này, vào đây chơi với anh à? À. Vào đây chơi với anh nhá. Lâu quá rồi chúng ta không chơi với nhau nhỉ. Bảo phải tắm cái mà còn chưa tắm được cho mấy đứa cái. À, nó thay lông là người nó đang thì đầy những cái bẩn là vì nó duỗi nó gãi lưng xuống đất. Nó gãi lưng xuống đất cái hôm mà trời nó có mưa là nó dính nó bết. Đấy, lông này. Chưa tắm được. Đây. Bầm chân này, bầm cổ này, đấy, vào đây, ừ, rất là ngoan. Long ông từ đâu ông phi vào đây ông lanh chanh ông tranh chỗ với chúng nó đang xoa chúng nó thì ông phi vào đây làm gì nào tranh chỗ lau lau vẫn còn lau nhau lắm vẫn còn lau nhau lắm chưa chững chạc nó vẫn còn non chó lau nhau chưa chững chạc được như con quýt. Cái con chó đực cái con chó ta thì con chó đực nó cũng phải khoảng tầm 3 tuổi thì nó mới có thể nó có một cái độ chững chạc được. Con cái thì nó sớm hơn một chút, nó khoảng tầm 2 tuổi rưỡi. Lau thì bây giờ mới khoảng 2 tuổi thôi. Đó, xem cái thời điểm mua lau về là lúc đấy là lau khoảng tầm 7 8 tháng. Thì cộng vào bây giờ lau chắc khoảng tầm 2 tuổi. Cũng không nhớ đâu, không nhớ là nhưng mà nhớ là như là mua được lau được khoảng tầm 1 năm rồi. Khoảng gần 1 năm. Ừ. Lau còn chưa được 2 tuổi. Đó. Và con một con cái cùng đạt. Con này thì nó thay lông muộn hơn này. Bây giờ lông nó vẫn còn dày. Nhìn nó to hơn hẳn đấy. Úi giời, úi giời. Ra sau đang phấn. Với cái bọn mà lông nó dày này thì giữa cái con đủ lông và cái con thiếu lông này nhìn trông nó to bé nó khác hẳn nhau. Chênh nhau nhiều. Đó. Con này là con mà nó còn chưa rụng lông này. Giờ mới chớm vào thay lông. Hai con này nó đang thay lông. À, đang thì dọn cái
bớt cái vườn chuối đi, thành ra nó đang thì lung tung cả. Đấy, thằng mới ra, thằng ra sau cùng vẫn còn đang thì tung tăng muốn chạy nhảy. Bầm vai cổ, bầm đuôi, bầm là vai cổ, bầm chân. Bầm chân thì nó ít thôi. Đây rụng lông ở bên mạng sườn rồi đấy. Hôm nay mà chạy là nó lông nó rụng ra nhiều lắm ấy này. Đó. Đây, nhìn bình thường là một con cái trưởng thành nó sẽ như con này. Đây cũng không phải là cái lúc lông đẹp nhất. Cũng bắt đầu rụng lông rồi. Về thay lông ấy thì con cái thì có thể nói là một năm nó thay lông 2 lần. Còn con đực thì có thể nói là một năm con đực nó thay lông 1 lần. Cái thì nó sẽ thay lông 2 lần. Vào đợt này này, và cứ quay như là nửa năm nữa nó lại thay lông. Nó cũng sẽ sát vào 2 cái đợt sinh sản của con chó cái. Về khi trưởng thành thì con chó nó sẽ như vậy. Còn lúc nó còn nhỏ thì nó thay lông theo lứa tuổi. Như em này thì coi như là đoạn cuối của thay lông này. Khoảng 1 tháng nữa là lông sẽ đẹp này. Nó rụng gần như nó rụng hết luôn. Mọc lông mới luôn à. Đấy. Với em này thì đuôi không được tốt lắm. Đuôi cong quá. Đây đây anh xem nào. Đây này. Nè. Đây đây đây. Đây. Đuôi hơi bị cong quá. 2 em kia thì đuôi nó hoàn hảo. Rồi. Hoàn đó. Đây này. Nào, vẫn thích chơi à? Tớ đã bắt vào đâu. Đấy, bắt đầu nô. Đây này. Ra đây chơi với anh một tí nào. Rồi vào. Chơi từ nãy giờ còn gì nữa. Như đã nói là mình dự định là mình sẽ nuôi 10 con trắng này, 10 con màu trắng. 10 con màu trắng này thì sẽ nó sẽ là 2 con đực và 8 con cái, hoặc là 3 con đực và 7 con cái. Đó. Chính vì thế thì khi mà giữ cái bọn này lại rồi để mà gây giống đời tiếp theo rồi thì cái số lượng chó nó nhiều quá. Thành ra là mấy con cọc là mình sẽ gửi bớt đi, chia ra để chia đều ra cọc với Bắc Hà mỗi giống 1/2. Vì hiện tại bây giờ là cọc đang nhiều gấp 3 lần Bắc Hà. Cho nên là sẽ lựa chọn 3 gia đình để nuôi hợp tác mấy con cọp Bắc Hà này. Về sau nếu mà cái số lượng nó nhiều lên nữa thì cũng sẽ có thể là lựa chọn những cái gia đình nuôi hợp tác. Hiện tại bây giờ thì Bắc Hà thì chưa cần. Cọp thì là bây giờ cần rồi. Con cọp là nó khó hơn con Bắc Hà cái là ở cái giai đoạn con chó con ấy là nó cần có một cái khoảng không gian cho cái con chó con nó vận động. Con chó con nó đến cái tuổi mà nó tách mẹ ấy, là nó cần có cái khoảng không gian để con chó con nó vận động. Thì con cọp nó kiểu như là nó vận động nó thoải mái như thế nào đấy thì nó mới tai nó mới lên tự nhiên. Còn nếu mà con cọp mà nuôi mà không được thả nhiều, không được chỗ rộng rãi thì
nó bị hỏng tai. Mình bị hỏng nhiều lắm rồi, hỏng tai nhiều lắm rồi. Cho nên là nó là một cái sự lãng phí cái gen giấm của con chó. Vì con chó là đều là những cái con chó gốc bản, ở trên bản tai nó lên tự nhiên, mà về xuôi mình nuôi thì mình lại làm tai nó hỏng. Chứ còn thực sự mà nói thì con chó nào nó cũng rất là khôn, chẳng muốn cho con chó nào đi cả. Đấy là thực lòng mà nói là như vậy. Nhưng nếu mà giữ lại nuôi nhiều quá thì không kham để hết, nó bị hỏng. Nó sẽ có hai cái phương án. Một là cái phương án mình sẽ giữ lại tất cả những cái con chó mình đang có bây giờ, và mình sẽ bán cho con sớm hơn. Cho con chỉ cần ăn xoãi thôi, khoảng tầm 35-37 ngày là mình sẽ bán luôn. Và mọi người về, mọi người tự tiêm vaccine. Nào, Lau ơi, mọi người về mọi người tự tiêm vaccine. Mình sẽ bán cái con chó con, bán rất là sớm và giá rẻ. Thì cái phương án đấy mình sẽ giữ lại, có thể giữ lại tất cả cái dàn chó mình đang có bây giờ. Còn cái phương án thứ hai là muốn nuôi được cái con chó con nó lên thêm ấy, thì nó cần phải có một cái khoảng không nó rộng hơn, thì sẽ phải gửi hợp tác. Chắc là sẽ phải gửi khoảng tầm 10 con cọc. Gửi đi khoảng 10. Mọi người cùng nuôi. Cọc hay bác Hà, tất cả chúng nó đều rất là quấn chủ. Đây là lâu không được ra, lâu chủ với chó không được chơi với nhau, thành ra là chúng nó vẫn là có độ ham chơi. Chúng nó có cái độ ham chơi vì chúng nó là sợ là ra chơi với chủ một tí là xong là chủ lại cho vào trong chuồng luôn, vẫn còn đang muốn ở ngoài chơi kiểu thế. Còn nếu mà bình thường mà ra chơi thì nếu mà ra chơi đều ấy, thì chơi độ khoảng tầm 5 phút là chúng nó sẽ phi vào chỗ chủ, chúng nó ngồi ngay xoắn xuýt tình cảm ạ. Cọc ấy, mà những con cọc bản thì nó còn quấn người, nó còn con cọc mà con cọc bản nó còn quấn chủ hơn là con Bắc Hà luôn, nó gần chủ hơn. Nhưng mà mỗi con nó có một những cái thế mạnh của nó. Như con Bắc Hà này, bình thường mà khi mà nó trưởng thành lên thì có thể nói là cái con Bắc Hà này nó tính cách của nó là nó có một cái độ điềm đạm hơn một chút. Cọc nó năng động hơn một chút. Còn ở cái tầm trai này thì Bắc Hà nó còn láu nháu hơn con cọc. Bắc Hà nó bắn nhắn hơn. Ở cái tầm này vẫn còn đang là tầm trai cho non. Như bọn này mới mười mấy tháng thôi, nó còn đang thì bắn nhắn đó. Mỗi giống nó đẹp một kiểu. Đó, thì mọi người mà ai mà nuôi được hợp tác nuôi con chó mông cọc nhân giống với lại trại thì mọi người sẽ liên hệ trại để trao đổi cụ thể cái hợp tác cụ thể nó như thế nào. Nói tóm lại là lợi ích thì chia sẻ, rủi ro cũng chia sẻ và lợi ích cũng chia sẻ. Thành ra là mọi người không phải lo về cái việc là lợi ích chỉ có một bên hưởng, cái đấy là không phải lo. Làm với ai chứ làm với mình là không phải lo cái việc đấy. Và yêu cầu ở đây là cái yêu cầu quan trọng nhất đấy, là mọi người phải là những cái người quý chó, gần chó, muốn nuôi con chó nha. Muốn nuôi con chó dù trong cái trường hợp là con chó nó có không nuôi để làm gì, không sinh sản, không gì cả, thì mọi người vẫn muốn nuôi cái con chó ấy. Thì đấy là cái điều kiện cần. Vì trong cái trường hợp nó thuận lợi, con chó nó đẻ ra, nó sinh sản các thứ này kia nó thuận lợi thì ok, không bàn đến tiền cầm về. Nhưng trong trường hợp không có tiền cầm về, con chó nó sinh sản nó không thuận lợi, thì mọi người vẫn muốn nuôi nó. Đấy, đấy mới là cái cần, là mình cần những người như vậy để hợp tác, quý con chó. Và nhà rộng rãi. Còn nuôi cho nó thì như chó ta này thì nó sinh sản thì nó dễ thôi, nó rất là dễ. Nó chăm chó con là nó gần như là nó không có cái rơi rụng. Cho nó cái điều kiện thuận lợi để mà nó chăm con chó con thì nó sẽ chăm con chó con nó sẽ tốt.
giả cuối vẫn còn đang thì vẫn đang cuồng chân lắm, dư thừa năng lượng. Đang cải tạo lại cái vườn này. Vẫn còn cái phần này chưa xử lý lên được. Làm dần từ từ. Đây là đang trồng cỏ đấy. Đây thì chưa sờ đến được, chưa có tay để làm. Có thể là một năm nữa thì mọi người, lúc đấy thì quay video mọi người sẽ nhìn thấy cái vườn nó đúng cái ý của mình. Chó nó sẽ thích ra nằm ở đấy, nó lại thích ra cái chỗ đấy nó nằm. Chứ những chỗ tùm quá thì nó lại không thích đâu. Không thích nằm ở những chỗ tùm quá. Nói chung là nó nằm ở những cái chỗ nào mà nó cảm thấy nó sạch sẽ. Ok. Tại đây nè. Ok, xin chào mọi người nha. Lâu ấy, kiểu ở đâu đấy. Mình là đàn ông cứ tranh với này mấy con cái. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Thằng Đực này vẫn còn đang thì tranh chủ. Vẫn đang thì tranh chủ. Ôi yên nhỉ. Ngồi đây. Được rồi, tôi đang pha một mình ông đây này. Ông phải tranh nhỉ, tranh đi tranh cái vợ ông nói năng. Vẫn còn đang thì chip hôi lắm. Trẻ ranh. Rồi, yên. Từ từ. Rất nhẹ nhàng. Đẹp dai đấy. Nhưng còn đang thì trẻ trâu lắm. Dáng người ok luôn. Trẻ trâu. Thôi đi vào chuồng đi. Chơi thế thôi, 30 phút rồi.